Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,30%, giao dịch ở mức 2.413 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong số giảm nhẹ đứng ở mức 104,64 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong số tăng đứng ở mức 69.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,416% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số giảm đứng ở mức 79 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã thấp hơn sau đợt tăng vững chắc gần đây và thiết lập mức cao kỷ lục là 2.454,2 đô la Mỹ trên một ounce. Bởi áp lực bán chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, điều này hết sức bình thường. Những nhà đầu cơ giá lên vẫn có lợi thế kỹ thuật vững chắc trong ngắn hạn ở thị trường kim loại quý. Không có manh mối nào trên biểu đồ sớm cho thấy đỉnh của thị trường đang ở gần. Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Harrods cho rằng giá vàng có được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày thứ ba, Mỹ đã chính thức đề xuất duy trì và tăng một số thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống ông Biden có thể đang cố gắng giành được lợi thế bầu cử bằng cách vượt qua ông Trump trong việc nhắm mục tiêu vào Trung Quốc. Thêm vào đó, họ nghi ngờ việc mua vàng của Ấn Độ sẽ tăng vào dịp lễ hội Jitia trong tháng 5 này. Mức chênh lệch giá vàng của Ấn Độ so với giá vàng thế giới đã thu hẹp đáng kể từ mức 17,3 đô la Mỹ trên một ounce trong tháng 4, hiện tại chỉ còn 1,9 đô la Mỹ trên một ounce trong hai tuần đầu tiên của tháng 5, cho thấy là nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường địa phương, theo các nhà phân tích cho biết. Về mặt dự báo giá vàng cho dài hạn, theo dự báo thì giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai. Cụ thể, trong báo cáo mới phát hành, Quỹ Ingrimenium AG tại Đức cho biết, những thay đổi về mặt cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu đang dẫn đến nhu cầu vàng ngày càng tăng mạnh. Đó là mối đe dọa lạm phát, nợ ngày càng tăng trên toàn thế giới và sự bất ổn về địa chính trị. Điều này đang làm lung lay vai trò đồng bạc xanh với tư cách là đồng tiền dự trữ duy nhất của thế giới. Kết quả là các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã tập trung vào mua vàng để phòng thủ, dẫn đến xu hướng tăng giá dài hạn của vàng. Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ chạm mức 4.800 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương khoảng 150 triệu đồng trên một lượng trong vài năm tới, theo vị chuyên gia này nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đấu thầu vàng miếng tạo hiệu ứng tiêu cực. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã từng một lần vào năm 2013 tổ chức đấu thầu vàng miếng để bình ổn thị trường vàng. Với 76 phiên đấu thầu bán thành công gần 1.820.000 lượng vàng. Ở đây cũng là vàng miếng, lần đó Ngân hàng Nhà nước ổn định được giá vàng leo thang, nhưng cần nhìn nhận rõ thành công này, nhờ thời gian đó giá vàng trong nước bị kìm chân bởi giá vàng trên thị trường thế giới suy giảm. Còn hiện nay, khi giá vàng trên thị trường thế giới có xuống tăng, bài toán đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước như lần trước khó thành công. Hơn nữa còn có thể bị tác dụng ngược, nguyên tắc đấu thầu buộc phải đặt giá sàn theo giá thị trường. Đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước tiếp sức nên giá vàng trên thị trường hiện nay đang bị lái bởi hiệu ứng kép. Một là do tâm lý giá vàng trên thị trường thế giới đang trong xuống tăng trong trung hạn nên mua đầu cơ sẽ có lãi. Hai là với cách đấu thầu vàng, vô hình chung giá sàn đã tạo hiệu ứng tâm lý xác nhận mặt bằng giá tối thiểu của thị trường. Khi giá sàn không giảm nhiều thì không thể giảm được giá vàng thị trường. Việc kiềm giá vàng thông qua đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước lúc này đòi hỏi nguồn vàng ngoại hối dự trữ rất lớn. Điều này gây bị động cho bảo đảm nguồn dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Điểm khác là Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng với khách hàng doanh nghiệp ngoài các tổ chức tín dụng vô hình chung, chức năng điều hành chính sách tiền tệ thông qua trung gian đã trở thành trực tiếp, nảy sinh câu hỏi. Liệu rằng Ngân hàng Nhà nước đang là ngân hàng trung ương hay như một loại hình doanh nghiệp đặc biệt? Việc Ngân hàng Nhà nước cần làm hiện nay là thông qua các công cụ để kiểm soát dòng tiền đổ vào thị trường vàng nội và ngoại tệ, tác động tiêu cực tới lãi suất và tỷ giá. Tại sao vẫn lừng khừng sửa đổi Nghị định 24 năm 2012? Việc sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP của Chính phủ chính thức được đặt ra từ cuối năm 2023. Đến nay, từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều đồng thuận ý kiến cần phải sửa đổi Nghị định này. Ngay công ty SJC được hưởng độc quyền cũng muốn từ chối quyền lợi độc quyền đó
Vậy thì vướng mắc gì mà ngân hàng nhà nước vẫn lừng khừng trong câu chuyện này? Dư luận đang mong ngân hàng nhà nước giải trình lý do còn lừng khừng trong nhiệm vụ trình chính phủ sửa đổi Nghị định 24 năm 2012. Trên thế giới, không có ngân hàng trung ương nào độc quyền sản xuất vào miếng hàng hóa cả. Nếu viện lý do việc ra đời Nghị định 24 năm 2012 để chống vàng hóa nền kinh tế, nhưng nay không còn tình trạng này nữa thì phải bỏ nghị định này đi. Ngân hàng nhà nước chỉ nên độc quyền sản xuất, quản lý loại vàng miếng ngoại hối thông qua hoạt động của nhà máy in tiền quốc gia. Việc can thiệp thị trường vàng hàng hóa của ngân hàng nhà nước tưởng chừng như cần thiết, nhưng ở góc độ chức năng ngân hàng trung ương là không phù hợp. Khâu cốt lõi của sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 NDCP là xóa độc quyền nhập khẩu nguyên liệu vàng, sản xuất vàng miếng hàng hóa, các doanh nghiệp được quyền tự do chọn thương hiệu vàng miếng riêng, đồng thời cũng xóa thương hiệu quốc gia trong sản xuất vàng miếng là hàng hóa SJC. Đối với vàng miếng ngoại hối do ngân hàng nhà nước độc quyền nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất theo tiêu chuẩn quy định của ngân hàng nhà nước. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục duy trì đà tăng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại mua vào mức 25.236 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.466 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.740 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.890.000, bán ra 9.050.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Pinsi Hồ Chí Minh và Pinsi Hà Nội mua vào 8.870.000, bán ra 9.070.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.890.000, bán ra 9.050.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.890.000, bán ra 9.050.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.950.000, bán ra 9.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.870.000, bán ra 9.070.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 8.890.000, bán ra 9.050.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000. SJC Huế mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.890.000, bán ra 9.090.000. Cuối cùng là giá nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này cũng duy trì đà tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.570.000, bán ra 7.740.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.560.000, bán ra 7.660.000. Vàng 24K mua vào 7.384,2 nghìn, bán ra 7.584,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.510,6 nghìn, bán ra 5.760,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.231,2 nghìn, bán ra 4.481,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.959,5 nghìn, bán ra 3.209,5 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.